Rồi, mình xin chào mọi người nha. Thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn về kể về một cái chuyến đi gửi chim của mình. Thì hiện tại mình đang đứng ở trước nhà thờ Ngọc Lâm ở chỗ mình nè mọi người. Cái video này mình chỉ dùng cái điện thoại cầm tay của mình thôi, chứ không phải mình không có xài cái camera nó rõ hơn để quay cho mọi người ấy. Cho nên là mọi người có thể thấy là nó hình ảnh nó cũng khá là mờ đấy. Mình đang là đợi xe mọi người. Hiện tại bây giờ ở đây đang là 1:30 sáng. Chỉ có đi Tây Ninh là mình mới khổ như thế này thôi đấy. Đi Tây Ninh ấy là gửi đêm như thế này, tại vì xe bây giờ rất là ít cho nên là đâu có gửi ban ngày được đâu, chỉ có chuyến xe đêm thôi. Đấy, thành ra đấy, mình vừa quay mình phải ngó xem là xe nó tới chưa. Xe nó mà chạy qua một cái là coi như là chết luôn. Đấy, đây cho mọi người coi cái khung cảnh xung quanh nè. Ở đây thì ở Đồng Nai mình á, huyện Tân Phú này này, cái xe mà đi Tây Ninh á, thì chỉ có xe đi vào lúc nó đi tùy lúc đó. Từ Đà Lạt nó xuống đây có bữa thì 10:30, có bữa 11 giờ. Đấy, bữa nay không hiểu sao đi trễ vậy, đi tới hẳn cả 1:30 sáng luôn nè. Đấy. Đấy, ở chỗ này là giáo xứ Ngọc Lâm mọi người, giáo xứ Ngọc Lâm huyện Tân Phú này. Đấy, bữa nay thì cận kề Noel rồi, còn có một bữa hai bữa nữa là tới Noel rồi đó. Đấy, nhà thờ này năm nay làm cái kiểu bắn pháo bông mọi người. Nhìn nè, nhìn pháo bông nó bay lên nè. Đó, đây quay cho mọi người coi. Đấy, mình đứng mình đợi xe. Đấy, ngoài đường mà im ắng như này là 1:30 sáng, mọi người biết nó vắng cỡ nào đấy. Đó nè, đó cái đó làm cái điện nó bay lên xong rồi nó ấy hay ha. À, đó à, ở giáo xứ mình năm nay á, do cái ảnh hưởng ở của Covid ấy, cho nên là các cái nhà thờ làm đèn đóm gì cũng khá là đơn sơ thôi mọi người, chứ không có cầu kỳ như là mọi năm. Đấy, như mọi năm ở đây, ở cái khu này là khu đạo Thiên Chúa mà. Nguyên cái huyện Tân Phú này dọc dọc ngoài đường toàn đạo Thiên Chúa không à. Đấy, cho nên là người ta làm đèn đóm nhiều lắm. Mà năm nay tiêu điều quá, dịch giã tùm lum hết cho nên là đâu có tiền đâu mà làm. Đấy, mình vừa về tới nhà rồi mọi người. Đấy, ban đêm này, chim nhà mình ban đêm nó ngủ hết mọi người. Tuy nhiên khi mà mình bật đèn lên thì vẫn có mấy con nó còn thức này. Như con ốc mít này nó còn thức, nó còn nhảy này. Còn đâu mấy con này nó ngủ hết rồi. Đó, ốc mít nó chặt rồi. Ngủ hết rồi mọi người. Nó ngủ hết rồi. Ngủ hết. Đấy rồi thôi, bây giờ trễ quá rồi. Mình cũng xin dừng video tại đây thôi mọi người. Giờ do lo vô đi ngủ, mai đi làm thôi. Đấy, trễ quá, buồn ngủ quá. Đấy rồi nhá. Cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Hẹn mọi người video lần sau nha. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.